Gặp mưa. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Văn e sa sa hát ti châm mi tanh ha lô kê vui quá vui vui sa ti ca so ca tá sa pa quát thàn tí áp phí quát thăng qua bí ra năng. Ai người khắng khích đê hèn buông lung dục vọng đua chen dối lừa có bi dí ná gặp mưa muộn phiền nảy nở dây dưa dính chùm. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ tự nhiên thấy tín hiệu của chị Cẩm Nhung à, xin lỗi chị Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Sư Tịnh Đạt, con kính đảnh lễ Sư Pháp Tín. Dạ, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 335 ạ. Yang e sa sa ti cham mi tan ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa ba wa than tia phi wa thang wa bi ra nang. Yang e sa sa ti cham mi tan ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa ba wa than tia phi wa thang wa bi ra nang. Yang e sa sa ha ti cham mi tan ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa ba wat than ti a phi wa thang wa bi ra nang. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yang e sa sa ha ti cham mi tan ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa ba wa than ti a phi wa thang wa bi ra nang. Ai người khắng khít đê hèn buông lung dục vọng đua chen dối lừa cỏ bi rí ná gặp mưa muộn phiền nảy nở dây dưa dính chùm. Dạ, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin xuống mic. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, kính cảm ơn huynh Quát Thanh Á đã bớt bài, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, thân mời Tina ạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Minh Hạnh và con kính đảnh lễ Sư Tinh Đạt. Thưa con và kính chào đạo tràng, con xin đọc bài. Yang e sa sa ha ti cham cham mi tang ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa pa wa tan ti ap pi wa tam wa pi ra nam. Yang e sa sa ha ti cham mi tang ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa pa wa tan ti ap pi wa tam wa pi ra nam. Ai sống trên đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thưa con xin đọc kệ. Yang e sa sa ha ti chặn, xin lỗi con đọc này. Yang e sa sa ha ti cha mi tang ha lo ke vi sa ti ka su ka ta sa pa wa tan ti a pi wa tham
Vapiranam. Ai chưa khắng khích tệ đê hèn, buông lung dục vọng đua chen dối lừa. Cỏ Pirina gặp mưa, phiền nảy nở, dây dưa dính chùm. À, Hòa Thượng Thích Giới Đức, sư con xin cảm ơn. Sa-thu lần thầy tì nạ, tì nạ, tì nạ nên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rum mẹ con xin được kể kinh Pháp cú số 335. Cảm ơn Sư Tăng Đông Xích Nhật Hình Xích Kim Nhung Tị Đạt cho biết, nghe rõ. Yang esa sahati chami tanha loke visatika suka tatsa pavatanti apivatang vabiranang yang esa sahati chami tanha loke visatika Sukha tassa pavattanti apivattang vabiranang yang esa sahati cammi tanha loke visatika Sukha tassa pavattanti apivattang vabiranang Yang e sa sahati chami tanha loke visatika soka tatsa pavatanti apivattang vabiranang. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như bị như cỏ bi gặp mưa. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Ai người khắng khít đê hèn, buông lung dục vọng, đưa chen dối lừa. Cỏ bi ri na gặp mưa, muộn phiền nảy nở, dây dưa dính chùm. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà Dạ. Dạ mời xít Trần Đạo vừa vào rung này, giơ tay. Em mời xích Trần Đạo, xích cả nái nữa, xích Nhật Huỳnh, cái Nguyên Tình nữa này. Xin kính mời xích Nhật Huỳnh như vậy. Dạ, sa thưa kính cảm ơn Minh Bách Thánh Á. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Bình Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào Đạo Tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý ba, quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào Đạo Tràng và cảm ơn Trần Đạo, Thi Na, Kim Nhung và cô tu nữ tại viên trích sản đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trần Đạo ơi, có lên ôn bài không? Nếu có lên ôn bài, Nhật Quỳnh nhường mic, chứ không là Nhật Quỳnh ca bài xong Nhật Quỳnh khóa sổ đó. Alo Trần Đạo ơi, rồi mời Trần Đạo nha. Dạ, nó không có tha giá. Cảm ơn chị Đặng Lâm, chị Quang Hội, chị Ngọc Quỳnh có biết tín hiệu này rõ. Con xin kể cái kinh Pháp Cú số 335 ạ. Yang e sa sa ha ti tam tam ha lo ke vi sa ti ka so ka ta sa ba wa tang ti a vi wa tang wa pi a nang yat e sa 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 ha ti tam tam ha lo ke vi sa ti ka
Sokatasa bhavatthi abhivatthang vapi ranang. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi lọt mưa. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dặn ế xa xa hà ti chấm mi, tăng ha lô kê vì xa tí ca. Rồi ta ta xa vào qua thắng tí, á bi qua tăng và vi ta năng. Ai người kháng khích đê hèn, luôn luôn dục vọng đua chen giới lừa cỏ bi ri ná gặp mưa, muộn phiền này nở dây dưa dính chùm. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Đức. Dạ con đã kể xong rồi, cảm ơn quý vị tâm đã hết bài. Sa thú kính cảm ơn Sích Trần Đạo. Dạ, Sích An Nhiên ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? À, sống yếu lắm hả? Dạ, cảm ơn nha. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài. Dạ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Sích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Visatika so kata sabawatan de api patang wa biranang yang esa sahati chami tanha loke visatika so kata sabawatan de api patang wa biranang. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ai người khắng khích đê hèn, buông lung dục vọng, đua chen dấu lừa cỏ, Birina gặp mưa, muộn phiền nảy nở dây dưa dính chùm. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng và kính chào Sati Amata dây vào đạo tràng. Và Nhật Bình kính cảm ơn Sích Rạng Đông, Vinh Quách Thanh Á, Sích Kim Nhung, Sích Thina, cô tu nữ Tệ Duyên, Sích Sương Mai, Cẩm Vân, Sích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và kính chào người phương Nam dây vào đạo tràng. Cảm ơn cho Khoan, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới là câu khúc của kinh 336. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Vinh Quách Thanh Á cho bài học. Và con kính tri ân Sư. Và con vừa kệ, con vừa vừa nhìn màn hình coi Sư có cho tín hiệu, có biểu trợ thì đặng con con tìm cách con kéo dài thêm, mà con thấy Sư không cho tín hiệu là con biết là Sư đã sẵn sàng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ,
Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhasa. Ramma cha lô ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi va răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp tha cha ti ca đề xê tu tham măng a nu căm bi măng ba chăng sa tham ma pe rim vi na yan cha ca yang su tan cha băng thăng a phi tham ma cham măng a cô ta yan tơ ta tu sát cha đăng đăng ba bơ tha ni ya ba bơ tha ni ya a ba di sa ya mạch chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mộc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có âm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm kiều trận như a được nếm hương vị hù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 40 năm hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thổi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 336. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng và kính chào toàn thể quý vị trong có mặt trong đạo tràng pháp của kinh chuyên đề. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh được tốt. Để bắt đầu vào cái buổi học hôm nay, kính thỉnh chư tăng và mời toàn thể quý vị chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami Sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno bhagavato savakasangho sangkhang namami. Dạ, kính đảnh lễ chư tăng và kính chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay chúng ta học bài học câu kệ ngôn pháp cú số 336 trên 423 câu. Như vậy là chúng ta cũng đã học khá là gần tới kết thúc. Chúng ta đang học qua cái phẩm thứ
24. Là phẩm tham ái. Dạ, phẩm tham ái. Tanha Vaka. Và pháp cú 336 có nội dung như sau: Yo chi tăng sa ha te cham min tan hang lo ke durachayan so ka tam ha pa pa tan ti uda pin duwa bokhara. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Vô chê tăng sa tê chăm minh tan hăng lô kê đu rách cha dăng sô ca tâm ha pa pa tam tị u đa pin đu hoa bọc thà ra. Và theo thường lệ thì chúng ta sẽ học đầu tiên về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Bản dịch văn xuôi của Ngài Linh Đa Chánh Thân: Người nào chế ngự được ái dục đê hèn là điều khó khuất phục ở thế gian. Các sầu muộn rơi khỏi người ấy như giọt nước rơi khỏi cây sen. Vô chê tăng sa ha ti châm minh. Câu thứ nhất: Vô là người nào. Vô là người nào chê tăng được hình thành bởi ghép bởi hai từ là chữ chá và ê tăng. Chá là và đó. Ê tăng là cái này, hay là chúng ta ở đây có là đời này đó. Ê tăng là đời này. Sa hát tê Sa hát tê Sa hát tê là Sa hát ti, chế ngự hay chinh phục. Ở đây có một cái sự hơi có chút có bản thì là sa ha tê nhưng có bản thì là sa ha ti. Dạ, có hai bản sa ha tê và sa ha ti ở trong bản giấy mà Tịnh Đạt đang cầm thì là sa ha tê, còn trên bản máy tính thì là sa ha ti, có nghĩa là chinh phục hay là chế ngự. Châm minh, châm minh là sự đê hèn. Châm minh là sự đê hèn. Câu thứ hai: Tan hăng lô kê đu rách chay dăng. Tan hăng lô kê đu rách chay dăng. Tan hăng có nghĩa là ái dục. Lô kê là cuộc đời hay là thế gian đó. Đời này, ê tăng lô kê. Lô kê ở trong đời này. Trong đời này tú rách chay dăng, tú rách chay dăng đó là có nghĩa là điều khó vượt qua, khó vượt qua. Tú rách chay dăng khó vượt qua. Dạ. Rồi chúng ta đi vào câu thứ ba: Sô ca tan ha pa pa tan ti. Sô ca tan ha pa pa tan ti. Sô ca tan ha pa pa tan ti. Sô ca
là sự sầu muộn, Soka là sự sầu muộn. Tâm ha, từ người ấy, từ người ấy. Papatanti, papatanti là rời khỏi. Rời khỏi. Câu cuối cùng, câu thứ tư, Udapinduwa Bokhara, Udapinduka Bokhara, như như giọt nước lá sen. Udapindu, Udapindu Iwa, Udapindu Iwa. Udapindu là giọt nước, Iwa là giống như. Udapindua là Udapindu cộng Iwa, Iwa là giống như. Udapindu là giọt nước. Bokhara, Bokhara là từ cái cây sen, cây sen hay là từ lá sen. Thì Bokhara đây là có chỗ thì dịch là bản của ngài Minh Châu thì dịch là lá sen, còn bản của ngài Chính Thân thì dịch là cây sen. Và chúng ta ghi nhận cả hai nghĩa. Và như vậy một lần nữa là câu ngôn Pháp Cú 336. Yo che tang sa te cham ming ta nang lo ke du rat cha yang so ka tam ha pa pa tan ti u da pin du wa po kha ra. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Hoặc là của bản của ngài Giới Đức, ai người thiện trí đời này tự điều các dục tự xây thành trì, như nước kia chảy trượt đi lá sen chẳng động, sầu bi nào còn. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ kính thưa Bạch Chư Tăng và kính thưa quý vị, thì câu kệ ngôn 336 này có cùng duyên sự với câu kệ ngôn 335, 337 và 338, 337, 334, 335, 336 và 337. Nhóm kệ ngôn Pháp Cú này có cùng một cái duyên sự. Và cái duyên sự này thì thưa quý vị, chúng ta có tìm hiểu rồi đó. Ở hai bài học trước thì chúng ta đã có cái sự nắm bắt. Nhưng mà thật sự ra cái duyên sự để đưa đến Đức Phật nói lên bốn câu kệ ngôn này, nó còn một việc, đó là ngài thuyết một cái thời pháp bằng những cái câu kệ ở trong kinh tập Suttanipata. Và trong đoạn kinh tập này Đức Phật ngài giảng dạy rất là rất là ân cần, ngài sách tấn những cái vị những cái vị đi đến gặp Đức Phật trình bày cái sự kiện đó, cái sự việc. Thì nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú này được xảy ra khi Đức Phật ngài ngự tại thành Sapatthi, tại chùa Chetavana. Và cái duyên sự này cũng khá là đặc biệt khi nói đến một cái sự kiện, đó là những người đánh cá bắt được một cái con cá có cái da màu, da có cái màu bên ngoài rất là đẹp như là một cái màu vàng óng ánh. Và đối với dân chài cá thì họ chưa từng thấy một cái con cá nào đẹp như vậy. Tuy vậy con cá có một cái nhược điểm, đó là
khi mà nó thở để mà mở miệng để mà lấy không khí đó, thì cái mùi hôi từ ở trong cơ thể nó phát ra rất là khó chịu. Thì đó là một cái sự kiện rất là kỳ lạ. Thường thì đối với cái người mà có phước đó, hay là đối với chúng sanh mà có phước đó, thì tại sao có phước toàn diện, có phước toàn diện. Cái người mà có cái sự cao ráo đẹp đẽ thì thường là có những cái phước khác hỗ trợ. Những người mà có cái phiền não mà ít á, thì thường là có những cái sắc diện nó mát mẻ, dễ nhìn, dễ mến, vân vân. Nhưng trường hợp cái con cá này á, thì nó lại trái ngược hoàn toàn. Khi mà bên ngoài dễ nhìn, dễ mến, nhưng lại có một cái hơi thở thì thật là khó chịu. Thì lúc đó Đức Phật Ngài đã giải thích và dẫn chứng cái câu chuyện ở trong quá khứ. Thì thưa quý vị, ở trong câu chuyện ở trong quá khứ đó là ở trong thời của Ngài Đức Phật Kassapa. Đức Phật Kassapa thì để chúng ta có cái tiện cái việc mà phân biệt á, tại vì từ Kassapa xuất hiện rất là dày đặc ở trong kinh điển Phật giáo, và rất là dễ nhầm lẫn với những cái vị có tên Kassapa này. Và vị Phật Kassapa này thì được gọi đó là Kassapa Dasapala, là bậc thập lực đó, thập lực Kassapa. Đức Thế Tôn Kassapa ở trong thời quá khứ đó được nhắc đến là một vị Phật có tuổi thọ rất là dài. Ngài có tuổi thọ khi mà nghiến Niết Bàn đó là 20.000 năm, thưa quý vị. Dạ. 20,000 year, dạ 20.000 năm. Lúc mà Ngài xuất gia bỏ kinh thành đi xuất gia đi tu đó là năm Ngài 2.000 tuổi. 2.000 Ngài sống ở trong cái đời sống của người cư sĩ ở còn là Bồ Tát đó, là 2.000 năm. Sau đó Ngài mới đi tu xuất gia và chỉ thực hành cái sự mà hiểu rõ, hiểu thấu về cái sự thật cuộc đời để mà chứng ngộ, cái để giải thoát khỏi các cái phiền não đó. Thì Ngài chỉ mất 7 ngày, chỉ có tốn 7 ngày mà thôi. Và suốt khoảng thời gian còn lại đó là Ngài đi tiếp độ hoằng pháp ở các nơi. Và năm mà Ngài 20.000 tuổi đó thì Ngài mới nhập diệt. Thì đó là một cái thời kỳ, từng thời kỳ của một vị Phật khác nhau. Sẵn điểm qua cái việc này thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về một cái đời sống, một cái thời kỳ Phật giáo ở quá khứ. Và trong cái thời kỳ Phật giáo này đó, sau khi Đức Phật Kassapa viên tịch thì có một cái gia đình, cũng có một cái truyền thống Phật giáo là tốt đẹp. Giống như là bây giờ người Phật tử chúng ta như vậy đó, chúng ta không có sanh ra ở trong thời kỳ có Đức Phật xuất hiện, nhưng mà sau khi Phật giáo có mặt ở trong thế gian đó, được truyền bá và tồn tại, thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta biết đến Phật giáo và chúng ta có niềm tin lên Phật giáo. Và cái gia đình này cũng giống như gia đình của Phật tử, chư Phật tử ở thời hiện tại có cái niềm tin rất là tốt. Từ những người bậc phụ huynh là cha là mẹ, các con ở trong gia đình đều là những cái người mộ đạo. Và cái việc mộ đạo đó có một cái niềm tin, cho nên cuối cùng cả gia đình rủ nhau, coi như là hẹn nhau để xuất gia.
không có sống ở trong cái đời sống thế tục nữa. À, quý vị còn nghe được âm thanh tốt không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Tại vì vừa thấy tín hiệu mạng nó không ổn định. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì cái gia đình của một cái gia đình Phật tử trong thời kỳ Phật giáo Đức Phật Kassapa đó, sau khi xuất gia, các vị con trai á, thì trở thành những người vị tỳ khưu, những người vị tăng ở trong Phật giáo. Còn như là những người con gái hoặc là ngay cả người mẹ thì trở thành những cái vị tỳ khưu ni. Một cái gia đình, một cái sự việc mà rất là đáng xa thú hoan hỷ. Nếu trong cái thời hiện tại mà chúng ta có được những cái gia đình như vậy, thật sự ra thì quá là hạnh phúc và quá là tốt đẹp. Còn cái việc tại sao hạnh phúc và tốt đẹp đó thì mỗi người học Phật chúng ta sẽ tự nghiệm ra. Chứ đơn giản thôi, đó là thay đổi một cái môi trường sống, môi trường đó cho cái việc mà chúng ta làm lành tránh dữ được yên ổn, giúp cho được trau dồi nội tâm, được cái thoải mái. Và cái môi trường chùa chiền hay là nơi thanh vắng đó, giúp cho cái người nghiệm có cái thời gian thấu nghiệm về cái cuộc đời, cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã, suy nghiệm về cuộc đời nhiều hơn. Thì đó là những cái điều mà nếu là người cư sĩ mà có thời gian đến chùa một hai hôm, hay là có cái thời gian xuất gia gieo duyên một hai tháng, thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái môi trường tốt đẹp như vậy. Thì thưa quý vị, quay lại cái gia đình này có 4 thành viên. 2 thành viên nam thì xuất gia thành những cái vị tỳ kheo, còn 2 thành viên nữ thì xuất gia thành những cái vị tỳ kheo ni. Và sau khi vào xuất gia trong Phật giáo đó, thì những cái vị này rất là tinh tấn để mà học pháp. Trong duyên sự có kể rằng 2 vị tỳ kheo trẻ đó, một vị lớn tên là, người anh tên là Sothana và người em tên là Kapila. Dạ. Người Sothana và Kapila. Và cái người anh thì có một cái ý định xuất gia rất là rõ ràng. Tức là vì cái niềm tin xuất gia và vì cái sự mà học hỏi bởi dưới sự hướng dẫn của các vị thầy đó, thì cái người anh này nhận ra là mình cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn để mà đạt được cái mục đích cao thượng, đó là dẹp trừ các cái phiền não càng nhiều càng tốt và càng nhanh nó càng tốt. Đó là cái cứu cánh cuối cùng của phẩm hạnh. Và cái vị Sô Thánh Á này, cái người anh đó, là nghĩ rằng mình cần phải nỗ lực sau cái thời gian mà xuất gia làm một vị tăng trẻ dưới sự hướng dẫn của các vị thầy, đã xin những cái đề mục thiền, lui vào những cái nơi thanh vắng để mà nỗ lực tinh tấn đối diện với bản thân mình, nghiêm trì thực hành thiền, quán xét về cái sự thật cuộc đời. Mà cuối cùng người anh Sothana đã đạt được cái ý định, cái ý muốn của mình và cái mục đích cao thượng của mình, đó là tẩy rửa hoàn toàn cái nội tâm khỏi các cái phiền não và chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Còn quay lại cái người em, cũng là một cái thành viên xuất sắc ở trong gia đình và cũng là một cái thành viên tăng nổi trội ở trong tăng chúng. Khi sau khi xuất gia tham học với các cái vị thầy và đạt được những cái kiến thức phải nói là rất là tinh thông và lào thông về tâm tạng. Nhưng cái vị em đó, Kapila, thì có một cái suy nghĩ hoàn toàn trái ngược và khác đi với cái người anh. Người em nghĩ rằng bây giờ tuổi còn trẻ, cần chi phải thu hành hay là nghiêm trì ở trong cái việc mà thực hành thiền rốt ráo. Mình còn có thời gian
mình còn có sức khỏe đợi đến cái thời gian chín mùi về cái tuổi xế chiều, lúc đó không còn cần thiết trong cái việc mà giảng dạy hay là đi hoằng đạo giáo huấn hay là tiếp nhận đệ tử, thì cái lúc cái tuổi xế chiều hay tuổi già đó thì hãy thực hành thiền hay là tu một cách rốt ráo để đạt được cái mục đích cao thượng. Giống như là người anh thì chọn con đường pháp hành, còn người em thì chọn con đường pháp học. Chúng ta biết thì cái thời kỳ mà Phật giáo của Ngài Kassapa thì cái tuổi thọ của chúng sanh rất là dài, rất là dài. Kể ra thì cái người em suy tính như vậy thì cũng không có gì là làm ngạc nhiên. Bởi vì cái tuổi thọ dài mà tính bằng ngàn năm tuổi á, thì cái tuổi thọ nó quá là dài so với chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có 4-50 tuổi là chúng ta đã mừng rồi. Những người mà sống 7-80 tuổi mà được minh mẫn nha, được minh mẫn có thể nhận biết được mọi người, có thể nhận biết được cái ý thức, được cái cử chỉ, cái việc làm, lời nói, thì quả là một cái người hạnh phúc. Hạnh phúc cho bản thân người đó và hạnh phúc cho cả những người xung quanh, những con cháu hoặc là những cái đệ tử. Còn cái thời kỳ Phật giáo của Ngài Kassapa thì quả là cái chúng sanh lúc đó thì tuổi thọ rất là dài. Tuổi thọ rất là dài. Cái việc suy tính của người em Kapila thì không có gì là, phải nói là không có gì là ngạc nhiên. Tuy nhiên ở đây có vấn đề như thế này. Nếu mà chúng ta có được cái thời gian rộng rãi như vậy đó thì chúng ta có thể suy tính. Còn như chúng ta bây giờ quay qua quẩn lại á, thì 5-10 năm nó trôi qua nhanh lắm thưa quý vị. Cho nên sẵn đây cái việc mà hẹn chờ cái thời gian để mà tu hành ở đây nó không có nghĩa là xuất gia. Cái việc mà hẹn chờ cái thời gian để mà làm việc thiện, hẹn chờ thời gian để mà tu thiền, hẹn chờ thời gian để mà học Phật pháp, thì cái việc hẹn chờ thời gian của chúng ta nó quá là gấp gáp. Nó không có quá nhiều là thời gian. Chúng ta cứ xét lại trong một ngày đó thì chúng ta quá là nhiều thời gian để bận rộn. Trừ ra cái việc ăn, việc ngủ, thì còn lại là những cái việc mà chúng ta cần phải tiếp xúc, giao thiệp, làm ăn, công việc, vân vân. Và chúng ta cứ hẹn chờ như vậy thì ngày qua ngày, tháng này qua tháng nọ, rồi năm này qua năm nọ, thì chúng ta sẽ đánh mất những cơ hội rất là lớn. Cho nên tất cả quý vị chúng ta hãy cố gắng để mà tranh thủ những thời gian nào có thể, giống như là cái thời gian sau khi đi làm về, và cái thời gian này là cái thời gian để mà học đạo, thính pháp, và cái thời gian mà chúng ta có thể suy nghiệm về cuộc đời, thì chúng ta hãy dành những cái giây phút này chú tâm. Những cái giây phút này là những giây phút hiếm hoi. Nếu mà một cái người không đến biết Phật pháp thì chúng ta sẽ không có những cái giây phút hiếm hoi này luôn. Cho nên đó là một cái điều rất là một cái bài học thông qua cái việc mà suy nghĩ của vị tỳ khưu Kapila. Thì thưa quý vị, cái việc suy nghĩ của vị tỳ khưu Kapila không có gì ngạc nhiên, nhưng cái sự sai lầm ở đây đó là cái vị tỳ khưu Kapila này đạt được cái địa vị danh vọng quá là sớm. Khi mà học được cái tài biện luận ở trong Phật pháp đó, tinh thông lào thông về Phật pháp, nhưng mà bẵng quên đi cái việc mà thực hành áp dụng. Cho nên cái kiến thức về Phật pháp nó cũng là một cái trở ngại. Và cái trở ngại của vị tỳ khưu Kapila này đó là về cái ngã mạn, lợi đắc, cung kính do cái kiến thức mang lại, do cái sự tài giỏi mang lại. Và cái vị tỳ khưu Kapila này thành tựu cái việc mà được mọi người tôn vinh, được nhiều đệ tử
quần tụ thì đã dạy hư, đã làm hư một cái vị tỳ khưu trẻ, một cái vị tăng trẻ. Và cái việc hư của cái vị tỳ khưu cấp đá này, nếu dừng lại là chỉ cái việc ngã mạn, cái việc mà tham đắm trong cái lợi đắc cung kính đó, thì nó không có gì là quá đáng. Tại vì thật sự ra cái việc đó nó rất là bình thường, nó rất là bình thường. Chúng ta tu, chúng ta nhận biết đó là cái việc xấu, cái việc không nên. Nhưng mà cái việc đó nó không có ảnh hưởng gì lớn lao, bởi vì khi mà mình làm được cái việc tốt đó thì những người ta tùy hỷ, những người ta khen tặng, những người ta khuyến khích, đó là một cái niềm vui, đó là một cái niềm vui. Nhưng ở đây thì khu cấp bí lá lại bị lún sâu vào trong cái ngã mạn của mình, trong cái lợi đắc cung kính, tùy tùng nhiều đệ tử. Rồi cấp bí lá không có chịu nhận sai khi mà mình lỡ nói ra những cái gì đó không hợp lẽ đạo, và lỡ phát ngôn ra những cái điều mà không hợp với pháp, không đúng với luật. Và với cái vị trí như vậy đó, với cái đồ chúng như vậy, thì Cáp Bí Lát không có hạ mình để nhận sai và cố gắng bào chữa. Cái việc này cũng rất là nguy hiểm. Cái việc mà cố gắng bào chữa cho cái sai của mình đó, nó làm cho mình, nó làm cho là mình có thể không mất mặt ngay cái thời điểm đó, không mất mặt ngay cái thời điểm đó. Nhưng mà nó mang lại cái hậu quả ghê gớm, bởi vì mình là người bẻ cong sự thật. Mình dùng cái cách biện tài, biện luận khéo léo, lợi khẩu để mà giành chiến thắng ở trong những cái việc tranh luận. Nhưng mà mình đang làm hư cái tâm của mình. Cái điều này rất là dễ mắc phải. Không phải là những cái người trẻ tuổi mà những người lớn tuổi cũng rất là dễ mắc phải. Bởi vì khi mà càng lớn tuổi đó, hoặc là càng có cái chức vụ danh vọng càng nhiều đó, thì thực sự thưa quý vị, mình khó chấp nhận cái sai lắm. Mình khó chấp nhận cái sai lắm. Mình bắt lỗi người khác thì được, nhưng mà khi mà mình bị mắc lỗi đó, mình khó chấp nhận cái sai, bởi vì cái ngã mạn. Thì một lần không được, hai lần không được, thì nhiều lần như vậy nó tích tụ, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Và đến đổi thì vị tỳ khưu cấp bí lá này, đến đổi lún sâu mà không có thể nào rút chân lại được. Và quý vị biết không, ở trong chú giải thì có một cái điểm mà quý vị không biết có đọc, chúng ta có chú ý hay không. Khi mà cái hậu quả cấp bị tỳ khưu cấp bí lá sau khi chết và sanh sinh địa ngục đó, thì kể cả mẹ và em gái là những cái vị tỳ khưu ni á, cũng sanh về địa ngục theo. Cái điểm này cũng rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta chú ý một tí xíu thì chúng ta sẽ thấy có một cái vấn đề rất là chúng ta sẽ thấy ở trong cái cuộc sống bình thường. Nếu xét cho kỹ đó, nếu theo cái dự kiện này đó, thì xét cho kỹ thì khu cá bí lá hư không phải là bản thân Ngài không biết, mà do là người mẹ và người em binh vực Ngài, binh vực Ngài bằng cách là những cái vị tỳ kheo nào hay là những cái vị thầy nào mà đến khuyên răn, Cáp Bí Lá, cái việc đó là không có phải, không có nên, cái việc nói như vậy là không có đúng, thì người mẹ và người em của tỳ khưu Cáp Bí Lá liền mắng chửi và binh vực tỳ khưu Cáp Bí Lá, đuổi đi, xua đuổi những cái vị có cái tâm khuyên răn. Quý vị thấy một cái điểm này hết sức là quan trọng.
có thể nói là con hư tại mẹ. Cái điều này nó không hoàn toàn đúng, nhưng nó là đại đa số. Bởi vì cái tình thương mà đi chung với cái mù quáng đó, thì nhiều khi nó làm hư bản thân mình và hư luôn những cái người mà mình thương yêu quý mến. Thương yêu quý mến cần phải đi chung với cái sự sáng suốt, bình tĩnh. Cái người mẹ và người em của Tỳ Khưu Kapila đã hành động một cách rất là không có đúng, không có đúng cái vị trí của mình, thứ nhất. Thứ hai là không có đúng với cái tình thương. Nếu như bên cạnh Kapila có những người thân biết quan tâm, biết nhắc nhở, biết nói ra, can đảm nói ra những cái điều đúng, điều sai, thì Tỳ Khưu Kapila dù cho có ngã mạn bấy nhiêu, dù cho là có khó dạy cứng đầu bấy nhiêu, thì với những cái lời khuyên răn, với những cái điều tâm sự như vậy, thì Tỳ Khưu Kapila sẽ không có bị lún sâu như vậy, thưa quý vị. Cho nên những người xung quanh mình nó cũng quan trọng dữ, không kém. Ở trong Phật giáo có đề cập đến những cái người bạn lành đó. Ở đây chúng ta không nói đến là cái tình cảm mẹ cha, mẹ tình cảm mà anh em hay là cha mẹ con cái, mà mình xét những người xung quanh mình là những người bạn, những người bạn. Thì những người bạn đối với cuộc đời của mình đó, nó có nhiều thứ lắm. Mà trong đó được đề cập đó là những người bạn mà lành đó, những người bạn mà thật sự đúng nghĩa là người bạn đó, thì những người bạn đó có những cái đức tính mà chúng ta phải để ý. Mà trong đó có những cái điều giống như là dám thức tỉnh khi bạn làm việc sai, việc quấy, là dám nói thẳng, nói thật, hoặc là dám khuyên bạn là cái việc đúng, dám sửa sai bạn. Và cái người đó là không có bỏ bạn bè lúc mà hữu sự, lúc mà khó khăn, không có bỏ bạn. Và Tỳ Khưu Kapila này bị rơi vào cái tình trạng thứ nhất, đó là không có được người bạn dám nói lên cái việc sai của mình. Thật ra thì những cái vị Tỳ Khưu ở chung đó cũng có cái sự thương mến các Tỳ Khưu Kapila và đã nhắc nhở nhiều lần. Và ngay cả anh trai là Sotana, khi mà hay biết sự việc đó, cũng đến để mà nhắc nhở người em của mình. Nhưng mà như giống như Tịnh Đạt trình bày, quý vị thấy đó là bản thân Kapila đã ngạo mạn, đã không có thể hạ mình để mà chấp nhận cái sai. Bên cạnh đó được sự tiếp tay của mẹ của mình, của em của mình, em gái của mình, thì cái việc mà sửa sai thì quá khó. Phải nói là đã sai mà còn xui nữa, đã sai mà gặp xui nữa, thì hai cái nó cộng lại khiến cho cái vị Tỳ Khưu Kapila này không thể nào mà thay đổi được cái cuộc đời của mình. Và quý vị biết rằng Kapila sau khi mà nhận biết được, nhận thấy được cái những cái vị Tỳ Khưu xung quanh đó, những cái vị Tỳ Khưu mà khuyên răn Kapila không được đó, mới bỏ đi, không có sống chung. Tại vì nhận biết là Kapila là nhiều vị Tỳ Khưu khó dạy, không có nhắc được, cho nên sống riêng. Giống như là Phật Phạm Đàn mà hôm trước Tịnh Đạt có trình bày với quý vị đó. Nhưng mà Tỳ Khưu Kapila thì có đồ chúng, có đồ chúng. Những người nào mà thích tính tình của Kapila thì đi theo. Và thích ở đây nó cũng có nghĩa là hưởng danh lợi ké. Thích ở đây là những người nịnh nọt đi theo Kapila, bởi vì Kapila có được cái đồ chúng, có được cái danh lợi. Và như vậy thì xung quanh
Kapila toàn là những người không có sống thật. Và cuối cùng Kapila phải chịu cái hậu quả sau khi mà chết đó, phải sanh xuống địa ngục bởi những cái mắng nhiếc, nói sai sự thật mà ảnh hưởng đến tuổi thọ, ảnh hưởng đến cái giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Một cái nghiệp khẩu nghiệp rất là nặng, phải rơi vào địa ngục. Và cái câu chuyện mà Kapila và mẹ của Kapila và em gái của Kapila đều rơi vào địa ngục đó, tuy nhiên được cái phước báo học kinh xuất gia, cho nên Kapila một thời gian sau, rất là lâu, đến thời kỳ Đức Phật Gotama mới sanh lên làm một cái loài vàng sinh thành một con cá. Và với cái việc mà học hành tu học của mình đó, hay là hình bóng của một cái vị tăng sĩ đó, thì Kapila sanh thành một cái con cá với một cái màu vàng óng ánh, dễ nhìn, dễ mến, nhưng mà có một cái khẩu nghiệp làm cho Kapila có cái mùi hôi khó chịu. Và khi mà trình bày lên Đức Phật đó, thì Đức Phật đã kể lại toàn bộ cái câu chuyện quá khứ của cái con cá. Một cái điều mà thú vị ở đây, nếu quý vị tưởng tượng ha, chúng ta hãy tưởng tượng đi, chúng ta là những người chưa có khả năng nhớ lại chuyện quá khứ, hoặc là chưa có khả năng biết được chuyện quá khứ của người khác. Tình đang dùng từ chưa là chúng ta có thể làm được, nhưng mà chúng ta chưa có khả năng đó thôi. Chưa có khả năng biết được chuyện quá khứ của bản thân mình, chưa có khả năng biết được chuyện quá khứ của chúng sanh khác. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng, chúng ta hãy giả sử, giả thuyết, chúng ta có khả năng đó, có khả năng đó, thì chúng ta sẽ thái độ sống khác với thái độ sống hiện tại chúng ta bây giờ. Cái này thử một là cái giả thuyết, một cái giả sử thôi, nhưng mà giả sử mà chúng ta biết được, có khả năng biết được như vậy đó, chúng ta thời quá khứ, kiếp mới đây là chúng ta là ai, chúng ta là cái gì, chúng ta con gì, chúng ta sanh ở đâu mà chúng hiện ở đây, rồi kiếp quá khứ nữa, trước đó nữa, chúng ta là ai, chúng ta là gì, chúng ta mắc cái nghiệp gì mà chúng ta hay đau lưng, chúng ta làm cái gì mà chúng ta hay bệnh, hay chúng ta làm cái gì mà chúng ta hay bị mắng nhiếc, vân vân. Và chúng ta có khả năng nhìn thấy cái quá khứ, biết được cái quá khứ của bất kỳ chúng sanh nào mà chúng ta hướng đến. Tại sao có con chó này, nó sanh làm con chó, cái nghiệp gì mà nó sanh làm con chó, con mèo, cái nghiệp gì mà nó sanh làm con heo bởi người ta nuôi nấng chăm sóc để mà giết lấy thịt, cái nghiệp gì mà chúng sanh ra làm con trâu, con bò để mình ta cài ruộng, để mà cực khổ. Và có những cái chúng sanh ra làm những con gà chẳng hạn, để mà người ta làm cái trò giải trí, vân vân. Giả sử mà chúng ta có được cái khả năng nhìn thấy được cái nguyên nhân xảy ra như vậy đó, chúng ta khiếp đảm, sợ lắm, sợ cái nghiệp, sợ cái nhân gieo lắm, chúng ta sợ lắm, sợ kinh hoàng, sợ mà ngủ không được luôn á. Sợ ở đây nó không phải là chúng ta hoảng sợ, mà là sợ kinh cảm với cái điều mà chúng ta thường được học là nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo, gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhưng mà chúng ta chỉ nói suông với lý thuyết thôi, chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm thật sự, chúng ta chưa có cái sợ thật sự, chúng ta chỉ sợ vào cái lý thuyết thôi. Chính vì thế mà khi mà Đức Phật Ngài giải thích về cái nghiệp của con cá kỳ lạ cho 500 cái người dân chài đó, và Đức Vua Pasena đi, thì Đức Phật nhận thấy rằng những người này đã sẵn sàng nghe pháp bởi cái sự kinh cảm của cái việc mà
nhân tạo của con cá. Đức Phật Ngài đã thuyết một cái thời pháp vừa đúng cái khả năng, vừa đúng với cái sự tâm chán nản của cuộc đời, kinh cảm với cái nhân quả nghiệp báo. Đức Phật Ngài đã thuyết một cái thời pháp được ghi lại trong Suttanipata. Suttanipata là kinh tập đó. Không biết quý vị có tìm hiểu ở trong kinh tập có một cái bài kinh gọi là bài kinh Kapila luôn. Kinh Kapila. Trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài nói lên cái việc mà hành pháp, hành phẩm hành là tài sản tối thượng. Nếu là bậc xuất gia thì là những người cần thực hành pháp, thực hành phẩm hành để đạt được cái tài sản này. Nếu như cứ hãm hại, làm những cái việc xấu xa, thì chính những cái việc đó chỉ tăng lên cái ô nhiễm cho chính mình. Nếu kẻ ấy có bản tính nói nhiều, thích thú việc hãm hại như là loài thú, cuộc sống của kẻ ấy là xấu xa, làm gia tăng ô nhiễm cho chính mình, vân vân. Sau khi các ngươi hãy loại bỏ cặn bã những kẻ không phải sa môn quả, những kẻ không phải sa môn giả mạo như là sa môn, hãy tống đi những kẻ có ước muốn xấu xa, có hành vi là và nơi lai vãng xấu xa. Là những người trong sạch, các ngươi hãy sắp xếp việc cộng trú với những vị trong sạch, có sự tôn trọng lẫn nhau, từ đó có sự hợp nhất chính chắn, các ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau. Đó là những cái khổ bài trong kinh Kapila mà Tịnh Đạt muốn tóm tắt cho quý vị được thấy. Tức sau khi Ngài giải thích căn nguyên nguồn gốc tại sao mà có xuất hiện cái con cá kỳ lạ này, Đức Phật Ngài nhận thấy cái hội chúng đó là những cái người dân chài, và cái nhóm dân chài này cũng khá là đặc biệt. Không biết sao thì là tiền thân của nhóm dân chài này là những tên cướp. Khi mình bị rượt đuổi, bị truy đuổi đó bởi quan quân và dân làng đó, thì gặp một vị sa môn và xin được xuất gia. Thì cái sự xuất gia của những cái vị tướng cướp này với cái sự hướng dẫn của một vị sa môn ở trong ẩn sĩ trong rừng đó, thì hoàn toàn là không có bị phá giới. Khi mà dân làng quân binh đến bắt bớ và hành quyết, những tướng cướp này sau khi xuất gia đã từ bỏ vũ khí và chấp nhận khoanh tay chịu trói. Và do cái thiện sự mà giữ giới ngắn ngủi đó đã sanh lên cõi trời, và kiếp này sanh ra là những người trại cá. Và chính vì chúng ta để ý một cái điều đó là những cái người dân chài là những người gì? Những người bắt cá, đúng không? Là những người đánh bắt cá. Chúng ta có thể là những người đang làm công việc sát sanh. Nhưng mà tại sao đến khi mà gặp Đức Phật Gautama đó, với cái duyên sự này đó, Đức Phật Ngài khích lệ sách tấn một cái thời pháp, và tất cả những cái người nhóm dân chài này đã hiểu được giáo pháp, hiểu được giáo pháp và đã có những cái thành quả tốt đẹp ở trong Phật giáo. Thì một cái điều chứng minh đó là không phải là những người dân chài người ta không hiểu pháp được, giống như là tướng cướp Angulimala là kẻ sát nhân thì không thể nào hiểu giáo pháp, bởi vì do nhân duyên và gặp ngay một cái vị gọi là thầy của chư thiên và nhân loại,
thì Đức Phật Ngài biết được căn cơ của mỗi chúng sanh, và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà Đức Phật Ngài vừa nói lên cái việc mà kinh cảm của cái tiền kiếp làm những cái việc xấu, nhân xấu mà của Kapila, thì với cái thời pháp mà vừa đúng tâm lý, hợp thời hợp lúc, đã khiến cho những cái người này có được những cái hạnh phúc ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta có được những cái khoảnh khắc này, thì chúng ta sẽ được cái những hạnh phúc rất là lớn. Giống như vậy, chúng ta đang có một cái tâm trạng không được tốt, thì chúng ta bất thình lình hay là tình cờ mà chúng ta nghe một cái thời pháp mà đúng cái tâm trạng đó, thì chúng ta thấy là chúng ta cảm nhận cái giáo pháp với lời dạy của Đức Phật nó sâu sắc dữ lắm, nó sâu sắc nhiều lắm. Đó là cái duyên sự mà Tịnh Đạt muốn nhắn gửi, muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị ở trong đạo tràng Kinh Pháp Cú chuyên đề. Còn cái việc mà ý nghĩa của câu Pháp Cú thì chúng ta cũng đã học biết nhiều rồi. Cái câu Pháp Cú này nó chẳng qua đó là cái việc mà Đức Phật Ngài đúc kết qua cái thời pháp. Quan trọng là cái thời pháp. Quan trọng là cái thời pháp. Thời pháp đó như thế nào, nó ra làm sao mà đã khiến cho tâm của những cái thính giả chuyển đổi một cách rất là vi diệu. Và những cái câu Pháp Cú này là những cái câu đúc kết như là một cái bài học tổng quan về cái duyên sự, về cái bài pháp. Chứ thực sự cái bài pháp, cái bốn câu Pháp Cú này chúng ta đọc thì chúng ta sẽ không thấy là nó liên quan đến cái việc con cá Kapila hay là tỳ khưu Kapila nhiều, mà liên quan đến cái bài pháp mà Đức Phật Ngài muốn giảng dạy, sách tấn khích lệ cho cái nhóm dân chài, cho cái nhóm dân chài. Thì thưa quý vị rằng chúng ta còn một cơ hội nữa là 337, câu Pháp Cú 337, còn một cơ hội để chúng ta đúc kết lại toàn bộ cái lời dạy của Đức Phật ở trong thông suốt bốn câu Pháp Cú này. Và chúng ta còn một cơ hội nữa để chúng ta nhìn lại cái duyên sự. Qua cái duyên sự này có nhiều cái bài học mà Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ đến cái lớp Pháp Cú Kinh chuyên đề, và mong rằng cái lễ này cũng mang lại những cái lợi ích cho toàn thể quý vị. Và Tịnh Đạt xin kết thúc cái là bài chia sẻ ngày hôm nay trên diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề, và kính dân phúc báo này đến ngài Hòa Thượng Tịnh Giác, các vị chư thiên chư thần, và kính dân phước báo này đến chư tăng và toàn thể quý vị luôn luôn có sự an lạc an vui ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thủ, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 336 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh tường tọa minh hành chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anuphavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anuphavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anuphavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức
đã vào kinh chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng tấm dân hồi hướng. Gia đê quá pha sâm ti vi ha ra hoa si ni phu bê ga rê bồ thi ga rê tạ hình tạ hình tạ thăm ma đà đê na pa quan tu vu chi ta son thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thê ra cha map cha na hoa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sappana puta suki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sam pa wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa sang pa ti cha te sappe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang Tha tu chi răng xa tăng thẩm mô Thẩm ma tha ra cha bút cha la Sang khổ hồ tu sa mắc vô quá Át tha gia cha hi ta gia cha Âm hề rát kham tu sắc thẩm mô Sắp bê bi thẩm ma cha ri nô Vút thêm sâm pa phu nê ya ma Thẩm ma ri ya pa huê đi tê Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống hết.